Em xin chào toàn thể anh chị em đã đến với kênh YouTube Lan Xứ Mường của em nhé. Hôm nay em làm một video để chia sẻ cho anh em về cách xử lý thân phi điệp đang đi ngọn để làm sao cho mình làm kỳ hiệu quả nhất nha các bác nhé. Đây ạ, để chuẩn bị một cắt một cái thân tơ phi điệp này mà dòng đang đi ngọn rất là khỏe như thế này thì ta sẽ tiến hành là xử lý như thế nào thì anh em cùng xem video của em nhé. Thì trước khi xem video của em thì em xin anh em là bỏ ra 3 giây like, đăng ký, chia sẻ kênh ủng hộ cho em với nhá. Đây nha các bác nhá. Đây là những ngọn phi điệp này các bác này. Đang đi ngọn rất là khỏe này. Đây ạ, đang đi ngọn rất là khỏe. Chưa có dấu hiệu gì về thắt ngọn hay dừng ngọn cả. Đây là chậu kỳ năm 2 của em. Thì mình muốn làm kỳ cho vụ tới ấy các bác. Thì những cái dòng mà thắt ngọn rồi ấy, thì ta sẽ cắt ngang như này, của những cái dòng đi ngọn thì em sẽ xử lý là mình sẽ cắt ngọn trước nha các bác nhá. Đây ạ, như ngọn phi điệp này của em. Thì anh em nhớ là khi mình cắt ngọn thì mình phải dùng lưỡi lam mới, hoặc là nếu như mà lưỡi lam cũ thì anh em hãy ngâm qua cồn 90 độ cho em nhé, để khử trùng hoàn toàn nhé, để tránh nấm bệnh và vi khuẩn nó bám vào ấy thì nó rất ảnh hưởng đến cây. Đây ạ, em sẽ tiến hành cắt, thì anh em cứ cắt cho em sát ngọn như này thôi. Đây này các bác này. Đấy, em cắt như thế này. Thì anh em cắt xong như thế này nhé các bác nhé. Anh em bôi rốt tinh cho em. Đây ạ, lọ rốt tinh này ạ. Anh em bôi cho em. Thì xong rồi đến chiều thì anh em mới bắt đầu bôi keo liền sẹo nhé. Thì lọ rốt tinh này công hiệu chống thối rất là tốt. Đây các bác này. Cái này thì lúc nãy em vừa rút ngõn rồi. Ta có hai cách nhé bác nhé. Một là cắt ngọn, hai là rút ngõn. Đây là các bạn này, rất là khỏe mạnh này. Bởi vì sao em cắt ngọn đi như thế này? Thì nói thật với các bạn là ngày trước ấy, ở vườn em ấy, qua mấy năm trước ấy, thì cũng không phải là cắt đâu, mà những cái này là tình cờ bọn em phát hiện ra thôi. Thì bọn em bị gãy, cứ gãy cái đầu ngọn này các bác. Thì sau một tháng thì mình vẫn tưới, tiếp xúc những cái chất và nước, nó sẽ nù cái đầu này to lên và nó sẽ ra kỳ rất là khỏe. Ra kỳ cực khỏe luôn. Như cây mắt đỏ lên được một 1m2 của em, đạt phi 16 khi năm nhất đấy ạ. Là cũng nhờ vào một trận mưa mà nó bị gãy cụt ngọn. Xong rồi sau đó là nó nù lại và nó mọc 4 con kỳ ở trên cái đầu ngọn đấy. Anh em cứ thử xem nhé, cách này thì cực kỳ hiệu quả luôn. Nhưng mà chỉ dùng cho những cái dòng là đang đi ngọn anh em ạ. Đây ạ, em sẽ cắt như thế này và em bôi keo và để như thế này. Một tháng sau em sẽ tiến hành cắt thân nhé mấy nhá. Một tháng sau ta cái này để cho nó dưỡng chất, nó dồn vào đây. Giờ em bôi keo nhé, nhưng mà anh em cứ cắt thử như em nhé. Chiều mình bôi keo liền sẹo đây, nhưng mà nó vẫn phòi cái nước ra này. Cây nó vẫn ăn các dưỡng chất, nó đẩy nước ra ngoài lên những cái đầu này anh em ạ. Đây em bôi rất tinh luôn. Đây em này, chấm vào những cái đầu ngọn này, không tí nữa anh em lấy cái tay anh em bịt lại như này cho em. Như này thì không bao giờ bị thối, hoặc là anh em dùng Zygomin cũng được, hoặc là những cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà anh em chấm vào như này em cũng được. Mà những cái dòng thuốc chống khuẩn đấy ạ. Đấy. Xong rồi chiều anh em mới bôi keo lên sẹo nhá. Thì anh em cứ để như này, tưới bón phân đầy đủ khi cắt như này rồi ạ. Cứ tưới đầy đủ cho em thì nó sẽ mấy hôm nữa nó sẽ nù cái đầu này ra. Thì mình xử lý cái này là thay cho nó thắt ngọn chứ không có ảnh hưởng một cái gì hết nha các bác nhá. Rồi mới nữa ta sẽ cắt đây. Đấy, em rút cách thứ hai là ta rút ngọn. Đấy là em vừa hướng dẫn anh em cách cắt ngọn. Đây anh em rút ngọn cũng được. Đấy, em rút ngọn là như này cho em. Không ảnh hưởng vấn đề hết. Thì cái này rút ngọn thì nó sẽ có vỏ bọc này, anh em xé ra nha. Anh em bóc cái này ra cho em ạ. Để bôi keo. Thì theo em thì là mình cắt ngọn thì là tốt hơn. Đây con này. Anh em giỏ thuốc vào đây cho em. Còn bôi keo thì sẹo đây cho em. Nhưng mà lưu ý là anh em đừng tưới vào cái ngọn của nó nhé các bác nhé. Tránh trường hợp nước vào nhé. Nước vào sẽ rất là thối đấy ạ. Rất là dễ thối. Đấy.
thì anh em cứ theo cách của em mà làm, đơn giản và cực kỳ hiệu quả. Vì vườn bọn em đã làm nhiều rồi, mà anh em muốn làm thì mà anh em yên tâm, loại này anh em cắt muộn hơn một tháng cũng không ảnh hưởng gì, sợ ra hoa nha các anh nhá. Bởi vì sao, những cái dòng này đi ngoại xuyên năm thì thường thường nó sẽ ra hoa chậm hơn và ít hơn những cái dòng mà thấp ngọn rồi. Đấy ạ, em đã cắt xong cái giò này rồi và tí nữa em bôi keo, em xử lý xong rồi sang tháng sau em sẽ làm video cắt kỳ và ươm kỳ cho anh em xem. Tầm 15 ngày là cái đầu nù này sẽ to bằng chỗ này rồi các bác nhé. Đầu nù này á, kỳ lên hiệu quả rất là cao luôn. Những cái con kỳ khỏe ấy, mà kỳ trên thân ấy các bác, đa số là những cái con bị cụt ngọn. Không biết là nhiều anh em thì ở nhà vườn lớn thì chắc là anh em cũng biết về cái đấy nhiều rồi, nhưng mà nhiều anh em là mới chơi thì không biết. Thì đấy là em hôm nay em đã hướng dẫn cho anh em về cách xử lý dòng đi xuyên năm giống mà vẫn đang nở ngọn đi ngọn mà vào tháng cuối năm rồi, để xử lý để làm kỳ cho vụ sau tốt nhất nhá các bác nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo. Xin chào các bác nhé.